Quỳnh Hương nở ngày đêm. Đẹp quá ha. Mình làm thử Quỳnh Hương để thơm không ha? Thơm thiệt luôn. Rất là thơm. Rồi, mấy cái này. Cái này. Bữa nay hả? Nhờ đi ra ngoài mới thấy. Không thôi cũng quên. Bây giờ mai mốt mình sẽ mua thêm màu đỏ ha. Màu đỏ cũng đẹp. Và màu hồng. À, cái này đông đưa trước gió nữa. Thơm lắm. Bởi người ta mới gọi là Quỳnh Hương. Ai á? Ồ ha. Ồ thiệt. Tất cả những phim mà ổng có gì vậy đấy. Một phút mấy được rồi ha. Thơm quá, để cái lỗ mũi vô đây hửi đi. Nè, bông thơm lắm. Ồ, nó ra hình nào hết trơn nha. Cái này nè. Hửi đi, hửi đi biết à. Chắc là lỗ mũi bị, lỗ mũi ngạt mát nha. Cái gì? Thơm không? Hả? Hơi cái gì? Thơm quá trời thơm chứ không hơi hơi. Cái con này sắp sửa nữa nè. Sửa gì cái đó làm như tàn rồi vậy? Ồ vậy hả? Giống vậy. Ồ, hai cái này nữa nè. Giống như tàn rồi vậy ta. Bởi vì mình sơ ý một cái là tàn rồi. Mấy bữa nó đi ngủ sớm. Ngày nãy giờ đen không à? Hai cái này, ba cái, bốn cái, quà wow, nhiều quá nha. Nhiều quá hả? Có ốm yếu gì mà nhỉ? Ok, mai mốt lựa màu nữa đi, thêm màu nữa. Ok, bye bye. Mỗi tay quá.